Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, chúng tôi sẽ điểm qua các thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng đồng ý ứng trước vốn ODA cho dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Gia Lai nuôi ngựa bạch, mô hình chăn nuôi độc đáo. Thành phố Hồ Chí Minh, xe máy chạy ngược chiều, đối đầu xe tải, hai người tử vong. Loại bỏ xe ba gác thô sơ, cần giải quyết từ gốc. Mở đầu chương trình sẽ là thông tin liên quan đến tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý ứng trước vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2029 để thực hiện dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 1 theo đúng tiến độ đã đề ra. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính đề xuất cụ thể báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 7 về việc giải ngân vốn ODA đối với các dự án thực hiện theo hiệp định và tiến độ các dự án giao Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp Bộ Tài chính đề xuất hướng xử lý để đẩy mạnh giải ngân thúc đẩy việc thực hiện các dự án ODA trên địa bàn. Báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 8 về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh đối với tuyến số 1 Bến Thành Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành Tham Lương, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các thủ tục theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Đối với tiếp nhận khoản vay bổ sung 200 triệu euro của Ngân hàng Tái thiết Đức để thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 8. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cũng vừa đề xuất cách đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm ưu đãi tối đa cho xe sản xuất trong nước, tạo lợi thế với xe nhập khẩu. Theo đó, cơ quan này đề nghị không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với phần giá trị gia tăng được tạo ra trong nước. Cách tính thuế mới này có thể là tiền đề đưa giá xe, mà trước hết là xe lắp ráp trong nước, về mức giá sàn mới thấp hơn, dễ tiếp cận hơn với số đông. Giả sử một xe có giá trị khoảng 400 triệu đồng mà phần giá trị tạo ra trong nước là 200 triệu đồng, theo chính sách hiện nay sẽ chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%, thì khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải đóng là 200 triệu đồng. Nhưng theo cách tính mới, khoản này chỉ còn là 100 triệu đồng, vì phần giá trị tạo ra trong nước không phải chịu thuế. Đấy là còn chưa tính tiếp ảnh hưởng của mức giảm này lên các khoản thuế phí tính chồng tiếp theo là VAT, chi phí bán hàng, marketing, thu nhập doanh nghiệp, phí trước bạ, v.v. giúp người mua giảm tiếp được hàng chục triệu đồng nữa. Trước đây giá xe ô tô Việt Nam thì giá khá là cao so với các nước trong khu vực như là trên thế giới. Thì cái việc mà đề xuất là giảm cái thuế linh kiện thì tôi nghĩ là sẽ giúp cho cái giá thành xe trong nước nó sẽ giảm xuống và khi đấy thì người dân sẽ có lợi hơn. Từ tín hiệu tích cực trong đề xuất của Bộ Công Thương, các hãng cũng kỳ vọng ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ có thêm nhiều hy vọng. Sang năm 2018 và các năm tiếp theo, giá xe sẽ giảm và giảm sâu khi các hãng dần dần tăng được tỷ lệ hàm lượng giá trị nội địa. Chi phí sản xuất xuống càng thấp còn giúp khả năng xuất khẩu ngược sang các nước ASEAN càng cao. Tuy nhiên, mọi thứ cũng mới chỉ là giả thuyết và đề xuất. Nhưng một điều chắc chắn rằng, muốn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển thì cần phải có khung chính sách ổn định bền vững. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu tôm của cả nước ước đạt 1,56 tỷ đô la, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2016. Sự tăng trưởng mạnh ở ngành hàng này đã góp phần đưa tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong nửa đầu năm 2017 ước đạt 3,6 tỷ đô la, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Với đà tăng trưởng như hiện nay, xuất khẩu tôm trong 6 tháng cuối năm dự báo sẽ tiếp tục tăng, nhất là khi nhu cầu tiêu thụ ở các thị trường sẽ tăng mạnh trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, và xếp dự báo xuất khẩu tôm cả năm 2017 sẽ đạt 3,4 tỷ đô la, tăng 9% so với năm 2016. Xin được chuyển sang các thông tin dân sinh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 7, trên địa bàn tổ dân phố 4 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra một vụ đuối nước làm hai em nhỏ tử vong. Nạn nhân là Sơn Thúy Huyền, 13 tuổi và Sơn Trương Anh Kiệt, 13 tuổi. Hai em đều là học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du. Ngày 8 tháng 7, hai nạn nhân có rủ em Sơn Thúy Ngọc, 8 tuổi và Sơn Hoàng Anh, 7 tuổi đi bắt ốc tại khu vực ruộng lúa phía sau nhà. Khoảng 13 giờ cùng ngày, các em rủ nhau ra khu vực hồ trữ nước tưới cà phê gần đó để nghịch nước. Nhưng không may, hai em Huyền và Kiệt bị trượt chân xuống hồ. Lúc này, em Ngọc vội vàng chạy về báo tin cho người nhà. Nhưng khi mọi người đến nơi thì phát hiện các em đều đã tử vong. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thi thể của các nạn nhân đã được trục vớt.
Được biết, hồ nước các em bị tai nạn có cắm biển cảnh báo, tuy nhiên vì mãi chơi nên các em đã không để ý và để xảy ra vụ việc đau lòng trên. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh vụ tai nạn. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đã huy động các đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ gia đình có các em nhỏ bị nạn. Thưa quý vị, mặc dù đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè, tuy nhiên những vụ tai nạn đuối nước thương tâm vẫn cứ xảy ra. Thiết nghĩ chính quyền địa phương và gia đình cần phải quan tâm hơn nữa đến các em để chúng ta không còn thấy những sự việc đau lòng như thế này. Tiếp tục với các thông tin dân sinh khác. Thưa quý vị, trước tình trạng tuyến đường từ Nha Trang đi Đà Lạt, tức quốc lộ 27C bị hư hỏng nghiêm trọng do các xe ben chở đất đá quá tải, gây mất an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại mà chúng tôi đã phản ánh trong những số phát sóng trước đây, thì vừa qua tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương cho tiến hành sửa chữa tuyến đường này. Đơn vị trực tiếp thi công sửa chữa tuyến đường này là Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa, trực thuộc Chi cục Quản lý Đường bộ 3 đảm nhận. Đây là tuyến đường du lịch có lưu lượng phương tiện đi lại dày đặc. Những năm qua, các xe ben chở đất đá đã làm hư hỏng mặt đường gây mất an toàn giao thông. Có nhiều đoạn xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi khiến người lưu thông phải khó khăn né tránh. Để khắc phục, đơn vị thi công đã huy động nhiều phương tiện cơ giới chuyên dụng đến hiện trường để đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn tất trước mùa mưa lũ năm nay. Khi hoàn thành xong việc sửa chữa, tỉnh Khánh Hòa sẽ giao cho đơn vị trên thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ khu vực mặt đường để kịp thời phát hiện và khắc phục. Đồng thời cũng chỉ đạo các đơn vị thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các xe ben chở đất đá quá tải. Sĩ Đồng hay còn gọi là hạt nít đã được Hyundai Vinasin sử dụng để phun làm sạch vỏ tàu biển sửa chữa tại nhà máy từ tháng 5 năm 1999. Bụi nít thải đã từng gây ô nhiễm môi trường kinh hoàng suốt nhiều năm cho hàng ngàn cư dân hai thôn Mỹ Giang và Ninh Yển ở xung quanh nhà máy. Về cách xử lý núi nít thải tồn đọng của nhà máy, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Hyundai Vinasin đã cho vận chuyển gần 48% tổng khối lượng nít thải tồn đọng ra khỏi tỉnh, cung cấp cho các nhà máy làm phụ liệu sản xuất xi măng. Hyundai Vinasin vẫn đang tìm kiếm thêm các đối tác có khả năng xử lý và tiếp nhận nít thải để tăng tiến độ xử lý nửa núi nít thải còn lại trong thời gian tới. Câu chuyện ô nhiễm chưa bao giờ có hồi kết. Thưa quý vị, từ lâu, sông Như Ý đóng vai trò rất quan trọng trong cung cấp nguồn nước tưới, nước sinh hoạt cho người dân tại các khu vực vùng trũng, xã Thủy Thanh, Thủy Vân, Phú Hồ, Phú Mỹ, thành phố Huế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, vấn đề ô nhiễm của con sông này ngày càng báo động, gây bức xúc cho nhiều hộ dân lân cận. Mùi hôi thối nồng nặc, bèo tây và những bao ni lông chứa xác động vật đang phân hủy nổi lên bền. Đó là những hình ảnh đáng buồn tại thôn Vân Thê, xã Thủy Thanh, nơi hạ lưu của con sông Như Ý. Thực trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay và điều đáng nói là nơi này chỉ cách địa điểm du lịch nổi tiếng cầu Cối Thanh Toàn chưa đầy 500m. Như Ý mà qua như là bèo rác rồi ô nhiễm, những xác chết đồ là vứt dưới sông là quá, đi ngang cái mùi hôi đặc quá chịu không nổi. Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do dòng chảy của con sông Như Ý tại vùng hạ lưu khá yếu, dẫn đến việc bèo sinh sôi nhiều, cộng với ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân sống ở hai bên bờ sông còn kém. Là một địa phương có thế mạnh về du lịch khám phá văn hóa và nét đẹp làng quê, việc để cho dòng sông Như Ý ô nhiễm như hiện nay gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan chung của khu vực di tích, đồng thời làm mất đi tiềm năng phát triển một loại hình du lịch sinh thái ngay trên dòng sông này. Do đó, vấn đề bảo vệ môi trường vệ sinh cho con sông Như Ý cần bắt đầu từ việc nâng cao ý thức và trách nhiệm trong mỗi người dân. Chúng ta bảo vệ dòng sông cũng chính là tự cứu mình trước hiểm họa ô nhiễm môi trường. Tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, trong khi đa số các mô hình làm kinh tế giỏi của nông dân thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai chủ yếu tập trung vào việc phát triển các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống có giá trị kinh tế ở địa phương, thì gần đây mô hình nuôi ngựa bạch của anh Nguyễn Văn Hậu, trú tại phường Sông Bờ, lại là một hướng đi khá độc đáo. Trang trại nuôi ngựa bạch của gia đình anh bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Trang trại nuôi ngựa bạch của anh Nguyễn Văn Hậu được quy hoạch trên diện tích 2 hectare. Để chủ động nguồn thức ăn, anh đã dành 1 hecta đất trồng cỏ vôi để làm thức ăn cho ngựa. Thì mình cũng nuôi thử và mình thấy khí hậu ở đây nó phù hợp và thức ăn thì rất là dồi dào nên mình quyết định mở cái cơ sở cái trang trại này, cái mô hình này. Khởi nghiệp với số vốn gần 700 triệu đồng sau 9 tháng nuôi, hiện tại giá trị đạt ngựa của anh đã lên đến 1 tỷ đồng. Trăn trở nhất của anh hiện nay là đầu ra của sản phẩm. Ngựa bạch là giống ngựa quý hiếm, có thể dùng thịt và xương để làm thuốc chữa bệnh. Một con ngựa bạch trưởng thành có thể bán ra thị trường với giá khoảng 50 đến 70 triệu đồng một con. Hiện giá bán cao ngựa bạch trên thị trường là 1 triệu đồng một lạng. Nếu thành công, mô hình nuôi ngựa bạch không chỉ mở hướng làm giàu cho nông dân mà còn bảo tồn được nguồn gen ngựa bạch quý hiếm đang bị thoái hóa.
Một mô hình sản xuất nông nghiệp nữa mà người dân nên học hỏi. Thưa quý vị, lựa chọn các giống cây ăn quả đưa vào thâm canh theo quy trình sản xuất nông nghiệp sạch đang là sự lựa chọn của nhiều nông dân tỉnh Quảng Ngãi. Mô hình này đã từng bước tạo dựng được thương hiệu đặc trưng cho cây ăn quả, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập kinh tế hộ gia đình. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có rất nhiều vùng chuyển sang trồng cây ăn quả theo quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, gồm nhiều loại cây ăn quả như bưởi da xanh, chôm chôm, sầu riêng, hạt lép, cơm vàng. Cách làm này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, đặc biệt là có đầu ra ổn định. Chủ yếu là mình bón gốc bằng phân chuồng, vôi và kali. Trái nếu như trái mà bằng cái chén rồi thì mình có thể mình dùng bao, đảm bảo cho trái cây của mình nó sạch. Khai thác lợi thế về quỹ đất, mở rộng diện tích và đầu tư thâm canh cây ăn quả theo quy trình sản xuất nông nghiệp sạch tại tỉnh Quảng Ngãi đang dần mở ra hướng làm giàu cho nông dân. Cách trồng cây ăn quả theo quy trình nông sản sạch của nông dân Quảng Ngãi cũng đã góp phần đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong nước và hướng tới thị trường xuất khẩu. Mô hình sử dụng pin năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng được Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa triển khai từ năm 2011. Trong ngày nắng, sau thời gian từ 6 tới 7 tiếng có thể sạc đầy ắc quy, cấp điện chiếu sáng từ 5 tới 6 ngày. Với bộ vi mạch điều khiển tự động và thiết bị cảm ứng ánh sáng, khi hết năng lượng trong ắc quy, hệ thống sẽ tự động chuyển sang sử dụng điện lưới và tự động bật đèn khi trời tối. Trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai 3 dự án chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại các huyện Triệu Sơn, Yên Định và Thọ Xuân. Xin được chuyển sang phần tin an ninh trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, khuya ngày 8 tháng 7 trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong. Khoảng 11 giờ 30, xe máy biển số 51X68756 cùng một xe máy khác chạy ngược chiều trên đường Phạm Văn Đồng hướng Linh Xuân về Bình Lợi. Khi còn cách cầu Gò Dưa khoảng 100m thì tông trực diện vào xe tải biển số 92C07814 chạy đúng hướng. Va chạm làm năm thanh niên điều khiển xe máy ngã ra đường tử vong tại chỗ. Cô gái ngồi sau ngã ra ngoài chấn thương nặng, được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe máy vỡ vụn, thi thể nạn nhân và chiếc xe máy nằm sau đuôi xe tải. Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cũng trong ngày 8 tháng 7, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai phối hợp với Công an phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa đã tạm giữ hình sự hai đối tượng dùng dao rửa chém tình địch. Theo điều tra ban đầu, Lê Đăng Sang, 25 tuổi, quê Hương Khê, Hà Tĩnh và Đinh Văn Thái, 25 tuổi, quê Tiên Lãng, Hải Phòng, cùng có tình cảm với một người con gái tên N. Do không bên nào nhường nhịn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 8 giờ sáng ngày 8 tháng 7, Sang và Thái hẹn nhau đến địa điểm trên đường Nguyễn Khuyến, trước trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thuộc phường Trảng Dài để nói chuyện. Khi đi, Sang rủ thêm Nguyễn Văn Tiến, 28 tuổi, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng đi cùng, mang theo một con dao và một cây rựa dài gần 1m. Khi đến điểm hẹn, Thái cũng đã thủ sẵn hai con dao dài khoảng 60cm. Vừa gặp nhau, hai bên đã lao vào chém nhau, Sang và Tiến dùng dao và rựa rượt đuổi Thái chém. Thái sau đó nhanh chóng trốn vào một quán bên đường, ngay lập tức Sang và Tiến lên xe rời khỏi hiện trường. Thái sau đó được mọi người đưa đi bệnh viện quân y 7B với một vết cắt trên tay. Bằng các nghiệp vụ và trích xuất từ camera an ninh chiều cùng ngày, Công an thành phố Biên Hòa và phối hợp với Công an phường Trảng Dài đã bắt giữ Sang và Tiến để điều tra vụ việc. Với hành vi mua bán người, đối tượng bị truy nã Bùi Văn Lịch, trú xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, vừa bị lực lượng công an phối hợp với tổng đội trinh sát hình sự Ti công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc bắt giữ. Từ cuối năm 2011 đến khoảng tháng 10 năm 2012, Lịch lấy tên là Hiền và Trung, làm quen với 7 cô gái, lừa dối tình cảm của các cô gái này. Lịch đã đưa các nạn nhân bán sang Trung Quốc qua đường mòn cửa khẩu. Sau khi xác minh làm rõ hành vi của Lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lịch, nhưng bị can bỏ trốn sang Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được Lịch xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 9 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn 100 triệu đồng tiền giả qua biên giới. Theo đó, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 8 tháng 7, tại đường mòn Đồi Cao thuộc thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của đồn biên phòng Tân Thanh, bộ đội biên phòng Lạng Sơn đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển tiền giả qua biên giới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 110 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 200 nghìn đồng. Đối tượng nói trên là Trần Văn Hậu, sinh năm 1993, thường trú tại tỉnh Thái Nguyên. Hậu khai nhận số tiền giả trên được đối tượng nhận vận chuyển thuê để lấy tiền công 1 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đang trên đường vượt biên từ Trung Quốc vào Việt Nam thì bị lực lượng đồn biên phòng Tân Thanh bắt giữ. Sáng ngày 8 tháng 7, tại tuyến đường Tránh Vinh, phường Trung Đô, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện chiếc xe taxi chở 3 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện bên trong chiếc ba lô màu đen của một thanh niên đi trên xe chứa 3 bánh lá, hoa, quả được ép thành khuôn, nghi là cần sa và 102 viên ma túy tổng hợp. Làm việc với cơ quan chức năng, những người có liên quan khai nhận số ma túy trên là của Lê Đức Anh Tuấn, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Tuấn khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, rồi vận chuyển vào Đồng Nai để tiêu thụ. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng đến với tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, thời gian gần đây, cảnh sát giao thông các tỉnh thành liên tục ra quân xử phạt các xe chở hàng cồng kềnh, trong đó có xe ba gác. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến cho rằng, ở một khía cạnh khác, loại xe này đã gắn bó với nhiều người trong công cuộc mưu sinh. Việc cấm hay xử phạt cũng cần được nghiên cứu và giải quyết một cách hợp tình hợp lý. Và sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Dọc các tuyến đường trên địa bàn thành phố, không khó bắt gặp hình ảnh các xe ba gác đang chở hàng lưu thông. Loại xe này được nhiều người lựa chọn để vận chuyển hàng hóa vì tính thông dụng và tiện lợi. Quan trọng là với địa hình nhiều ngõ hẻm hẹp như ở thành phố Hồ Chí Minh, xe ba gác rất phù hợp để vận chuyển đến những con hẻm khó di chuyển mà các xe vận tải khác không thể lưu thông. Dù vậy, thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn thương tâm từ loại xe này gây ra đã khiến cơ quan chức năng phải liên tục ra quân, xử lý và thậm chí là cấm lưu thông. Điều này đã khiến rất nhiều người mưu sinh bằng phương tiện này rơi vào cảnh khốn khó, lo lắng. Con ăn học rồi, nói chung là tất cả những cái thứ mà bây giờ nhà nước không cho lưu hành thì không biết là sống như thế nào đây. Công an giao thông không cho chạy cho nên là cứ lăn lăn chạy cho nên là cứ mỗi ngày á thì nó chẳng là được bao nhiêu, vài trăm rồi có hồi là trăm, có hồi là không có đồng nào hết. Thì mong muốn rằng cái sở giao thông vận tải cho cái xe lưu hành để anh em là kiếm mưu sinh cuộc sống là trong gia đình cho nó khá khá tí. Chứ còn bây giờ hiện tại bây giờ rất là vất vả và khổ lắm. Không có điều kiện người ta mua xe ô tô thì người ta phải mua cái xe ba gác để người ta chạy, người ta kiếm sống. Bao nhiêu người mua xe ba gác bây giờ là nếu mà cấm thì là người ta tìm cái gì để sống. Thế kỷ đã giải quyết tận gốc vấn nạn xe ba gác, xe thô sơ. Các quận huyện cần tổ chức chuyển đổi nghề cho lái xe. Cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra xử lý những chủ phương tiện không tự giác đăng ký, thậm chí tịch thu phương tiện nếu cần. Đồng thời có biện pháp chấm dứt hoạt động của các lò sản xuất kinh doanh xe tự chế. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Thủ tướng chỉ thị cấp bách tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dạy. Nhiều ý kiến về việc điểm 10 trung học phổ thông quốc gia tăng hơn 60 lần so với năm ngoái. Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ một phụ nữ Nga bị truy nã quốc tế. Cẩn trọng với ổ khóa kém chất lượng.